Em chào cô chú và chị nha. Chào anh em tất cả mọi miền trên tổ quốc nha. Hôm nay em lên cho anh em một con máy là O55. Con này là dòng Kubota O55 chuỗi anh em. Đời chuỗi nó gọi là O55 á, không có thùng dầu anh em ha. Thì nó hình dung nó là con máy này là nó như con máy O50 và O60 anh em nha. Đời chuỗi về không có thùng dầu thì nó gọi là O55. Đó, công suất của nó 5 ngựa rưỡi 6 ngựa ha. Máy là em bao nguyên zin 100% cho anh em ha. Trong cái thời điểm này kiếm máy rất là khó anh em. Nó hàng quá ít, hàng không có về luôn. Thành thử ra đây, máy hóc luôn. Em bao là nguyên zin cho anh em nhé. Bánh trấn rồi nước sơn còn nguyên suy ha. Đó, vệ sinh chưa sạch lắm ha. Đó, anh em nào cần cái dòng này chạy oxy cũng được. Chạy bơm nước, nhỏ gọn nhẹ ha. Giá nó cũng hợp lý nữa anh em. Em test cho anh em xem ha. Bao zin cho anh em chạy rất là ok ha. Chạy đi anh em, hồi suy nghĩ. Thế ha, để chạy nó em ru quá. Em bị test sơ lược cho anh em vậy thôi ha. Anh em nào cần thì liên hệ em 0985927776 Zalo bao ship cho anh em ha. Đó. Bữa nay trời mưa nó thành thử ra nó cũng hơi tối anh em nhá. Trời mưa mấy bão. Bão mưa mấy ngày nó hơi tối, nhìn không rõ ha. Cái máy này em bao dành hơi bao chất lượng cho anh em ha. Đó. Con này O55 chuỗi ha. Rồi anh em nào cần liên hệ em nhá. 0985927776. Bây giờ em cho anh em xem em vừa còn một mớ đúng một mớ máy này thì vừa... Anh em nào cần thì cứ liên hệ em. Con là con OA7 này ha. Có thùng dầu nè, máy khá đẹp quá. Con 850 bếp kim anh em nha. Con này zin đẹp lắm nè. Áo nó hơi nhăm nhẹ một chút xíu thôi. Con này thì bao anh em này nó đẹp ha. Ơ 850. Hai con này là Mitsu 85. Con này Mitsu 7. Mitsu 7 này anh em chốt nè. 5,6 triệu, 5,5 triệu đi, 5,5 triệu ba ship cho anh em ha. Đó, anh em nào cần lấy lẻ hệ em nha. Đó. Oxy em còn uống 2 cục thôi anh em, bán hết trơn, chuẩn bị về nữa. Có cái máy chuỗi này, Mitsu 6 này, Mitsu 6 chuỗi này anh em chốt 4,5 triệu ba ship cho anh em này ha. Mitsu 6 chuỗi này máy rất là đẹp nha, nhưng mà dòng nó là nó rẻ tiền hơn dòng Kubota. Rồi chào anh em nha.